Đây là cái phần bột của vỏ bánh trung thu ha. Sau khi mà mình nhồi xong rồi đó thì mình sẽ đem đi ủ 30 phút nha. Thì ở đây mình sử dụng cái bột là bột trộn sẵn của Miko. Còn nếu như bạn nào mà muốn pha bột á thì mình sẽ sử dụng cái bột đa dụng với lại bột mì số 8. Hai thằng đó nó sẽ kết hợp với nhau để ra vỏ bánh trung thu cũng sẽ rất là ok nha. Còn cái này là mình sử dụng bột trộn sẵn của Miko. Mình về mình chỉ cần làm theo hướng dẫn, mình nhồi bột thôi. Thì sau khi mình nhồi xong đó, bây giờ nó thành một cái khối dẻo mịn như thế này rồi thì mình sẽ đi ủ 30 phút. Sau 30 phút mình lấy ra mình sẽ nhồi một lần nữa cho nó thật là mịn, thật là dẻo rồi để mình sẽ đóng bánh nha. Mình sẽ do những cái viên tròn như thế này. Mình sau khi mà mình bỏ vào giữa rồi đó, cái mình sẽ do viên tròn là được nha. Đây, mình sẽ do những cái viên nhân bánh trung thu khoai môn như thế này, màu rất là đẹp ha. Rồi thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ dò tiếp những cái nhân này. Ở đây mình có bữa nay là mình làm 14 cái ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ nhồi tiếp tục đây. Mình sẽ dò chứ mình nó nhồi. Mình sẽ dò những cái viên nhân khoai môn tiếp. Đây, 14 cái nhân khoai môn của mình đã hoàn thành ha. Thì bây giờ mình đợi cái bột, mình nhồi cái bột cho nó thật là mịn nữa là xong ha. Mình đợi ủ xong 30 phút thì mình nhồi cái bột một cái nữa xong rồi mình sẽ bỏ vô, mình bọc lại rồi mình sẽ đóng khuôn ha. Mình nướng bánh ở nhiệt độ là 200 độ C, khoảng 200 độ C lửa trên và 170 lửa dưới ha. Mình sẽ nướng ở hai lửa và thời gian của nướng của mình, thời gian đầu nướng là 15 phút. Sau đó mình lấy ra thì mình sẽ xịt nước rồi mình quét lớp trứng sữa lên rồi mình tiếp tục mình nướng 10 phút tiếp theo. Nếu mà chưa vàng thì mọi người có thể làm lại một lần nữa. Mình có thể là lấy ra rồi phun nước, xịt nước, sau đó mình quét trứng sữa rồi mình nướng lần thứ hai nha. Tùy theo cái bánh của mình muốn nó vàng ở mức độ nào nha. Đây, mẻ bánh hoa trung thu của mình đã hoàn thành rồi ha. Mình mới nướng xong luôn á, bánh còn rất là nóng luôn. Bánh này thì mình để khoảng 2 đến 3 ngày thì mình mới ăn được nha. Bánh trung thu thì Tết trung thu thì không thể không có bánh trung thu đúng không? Năm nay mặc dù dịch bệnh nhưng mà Chúc cũng cố gắng để mà có được những chiếc bánh trung thu để mà ăn trung thu với gia đình ha. Năm nay thì nguyên liệu Chúc mua không có đầy đủ. Bình thường thì có nước đường, tuy nhiên năm nay thì không có mua được nước đường cho nên chút thế bằng mật ong. Tuy nhiên khi mà làm bánh á, thì mình cảm thấy rất là ưng ý luôn ha. Thì mọi người có thể tham khảo cách làm của Chúc. Nếu như mình không có nước đường thì mình có thể sử dụng mật ong nha. Và sử dụng bơ đậu phộng á, thay cho dầu ăn. Bình thường mình cho dầu ăn thì đợt này mình cho bơ đậu phộng vào á, cực kỳ thơm ngon luôn. Cái vỏ bánh cực kỳ thích, thơm lắm luôn. Đó, cho nên là mọi người có thể làm thử cái cách này ha. Chúc làm và cảm thấy rất là ưng ý và chia sẻ đến cho mọi người. Nhân dịp trung thu thì chúc mọi người cùng với gia đình hưởng một mùa trung thu an lành và hạnh phúc ha. Tết trung thu, Tết của đoàn viên đó, cho nên là chúc gia đình luôn luôn nhiều sức khỏe, bình an trong mùa dịch và luôn vui vẻ sum vầy trong dịp Tết trung thu nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã chịu khó theo dõi cái video clip của chúc ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cả nhà trong một cái video clip khác nhé. Nếu như yêu thích kênh của Chúc thì mọi người có thể đăng ký nhấn chuông để có thể cập nhật thêm nhiều video nữa. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào.